tỉnh dậy về rửa mặt để ăn sáng đi anh ơi. Anh ơi em đây là người vợ của anh đây, cùng với các con quỳ trước anh nằm về. Anh ơi mặt nước mắt ngập ngùi, em mời anh về anh ăn bữa sáng đầu ngày. Anh ơi bên linh cứu anh Hà Nội, hỏi anh ơi nay thì trời đã sáng rồi, mẹ con em đi mời anh đi bữa sáng đầu ngày, bữa sáng thanh vợ cùng với các con thắp vần hương thơm
kính thỉnh chân linh hương hồn anh về rửa mặt, ăn bữa sáng đầu ngày. Anh chứng giám độ trì cho vợ, cho con. Còn lời than tiếng khóc của em trai út của anh đây. Hương hồn bác Cường ơi, các cháu đây ở chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai là tình cảm đồng nghiệp với Hùng, con rể của bác đây. Bác ơi, nhận biết tin buồn, bác đã về với tổ với tiên. Lần lội tàu xe, bác Cường ơi, các cháu ở chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai là tình cảm đồng nghiệp mấy hôm nghề, con rể của bác thì các cháu về viếng thăm mẹ. Bác đi an phận bác rồi.
các cháu ở chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai, tình đồng nghiệp với Hồng con rể bác, thắp tuần hương thơm vĩnh biệt bác. Bác sống khôn thắc thiêng, bác về chứng giám độ trì cho các cháu về viếng thăm.